từ từ bị gì cái chân nó ra lạc lạc đứng dậy được không cho mẹ nó con cái chân nó có sao chân á. Cắn mấy cát nó cắn á, mình mỏi ta. Sao không mở cái cửa ra? Này nó chui ra luôn. Con sám á. Rồi sao đưa ra vậy ta? Đây nè. Còn cái này nè. Có cái đồ cột không? Lại mẹ con. Đồ cột thì nghe thở chết nữa không? Không. Mẹ con cứ cột. Cột thì nghe thở chết đấy đó. Không, tại không. À, đừng có cột ấy quá, có cái này má. Nắm cái gáy á. Vì cái chân của nó hơi yếu. Nắm cái gáy á, chút mình dịnh xách cái gáy nó lên. Xích vô cho để thôi nó nè khóa lại bóp lại bóp lại bóp chìa khóa luôn. Ôi, lại có chìa khóa còn không bóp luôn rồi rồi thắng xong đi con đi con cầu về ra về đây 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 khoan 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 là bồng lên nó gì quen nó gì bồng nó lên phụ đi. Ôi con này to chứ nên cô mấy kia ba ghét rồi có gì để cũng từ từ rồi chúa con đi. Đây là số lượng chó của khu phố Tân Phước nha cô chú anh chị. À, hai đứa ra phụ giúp cô bắt chó thả rong nè đó thì ai mà muốn chuột thì lên chuột trong vòng 48 tiếng đồng hồ nha. Qua 48 tiếng đồng hồ là chó được chuyển về cái nơi khác rồi. Không được chuột. Chuyển mua lò đó. Chuyển về trạm mà chuyển về trường đại học Nông Lâm.